Tôi mới vừa ngủ trưa, cũng là một cái thiền định à, và nhìn thấy con ngỗng đã chết và nghe tiếng con ngỗng đang gọi báo tin. Trời ơi, cái ghế này của nghệ sĩ bà của Hạt Dẻ với Bạch Tuyết, ai vậy quên rồi, người đó ở thế giới này người tên gì vậy ta? Quyền Linh ơi, quảng cáo chú Quyền Linh ơi, mai mốt đừng có quảng cáo mấy cái đồ dởm cho người ta nữa chú ơi. Chú Quyền Linh là Hạt Dẻ với Bạch Tuyết lúc trước mua đuôi tiên cá của Tuyôn đó, đi quảng cáo đồ dởm giờ dởm thôi Anh của con chết rồi hả? Hả? Sao nó chết rồi? Lại đây. Lại đây con, lại đây. Con lại đây với Tiểu. Con sợ quá hả? Nó kêu quá trời, em tỉnh vậy luôn á. Em là tiên cá. Tại sao em là tiên cá được vậy? Bởi vì em có thể thiền định nhìn thấu quá khứ vị lai. Rồi em sắp thành Phật rồi, sắp thành Phật Di Lặc rồi. Khổ nạn cuối của em chính là chịu khổ vì đói khát, vì không còn đồng xu các bạn nào, không sanh dạy của động vật mà không ai ủng hộ, đó là khổ nạn cuối. Dạ con chết rồi hả con? Anh biết con chết rồi. Từ từ con, từ từ. Con này nó đi thông báo cho em biết là cái con anh của nó đã chết. Thì chết mà mở mắt luôn, biết vì sao? Cái phương pháp mà cắt cái rúng cho nó không có thành công, nó sống không được đâu. Người còn ấm lắm, mới giảng sanh. Nhưng mà trong giấc ngủ thiền định thì tôi đã nhìn thấy tương lai của nó rồi. Nó được thoát khỏi thân thể này và đi đến cõi trời để làm tiên một thời gian. Sau này nó lại được làm người đầy đủ chân tay hoàn thiện, đến thế giới này gặp Tuy Ôn trong một buổi tiệc đám cưới. Và Tuy Ôn cùng ly với nó. Ok, đó là tương lai của nó, tương lai rất là xa nha.